nay quay phở gì anh nhớ không anh? Cơm và phở. Ủa cơm và phở quay hôm qua mà. Không, nay không quay. Nay quay tiếp hả? Không, qua phở. Ủa vậy hả? Tiếp đi, như cũ làm sao anh, như cũ làm sao, như cũ làm sao anh. Thế cái đó qua cú châu. Qua đây là cú châu, cú châu nha. Phở, không, cái này làm cái này là cái gì quên này làm ra duyên cứ em à, vậy hả? Ra duyên cứ em. Cho anh coi cái cầm dây chuyền đó. Không phải nâng lên để em cầm cho chứ không thấy mùi lội luôn á. Không được. Nặng nha. Dây chuyền này dây chuyền của chị hả? Ủa. Chuyền thiệt hả? Ờ. Mấy cây? Dạ em chỉ có mấy cây. Bồng. Bồng hả? Nhưng mà chị mua nhiêu? Mua nhiêu? Thôi, cái em để ý chị sao? Đúng được. Không ra đường chỉ có đây không? Hả? Ra đường chỉ có đây không? Không có cơ hội. Quay thành tốt nha chị nha. Đây, okay. Em bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái làm khó gì anh làm khó em chứ bộ. Nó chào anh Lâm. Dạ chào anh sao? Nghe nãy giờ nghe tiếng văn vẳng mà không dạ, không sao. Nay quay cái gì Lâm? Nay Lâm quay vợ cải lương rất là dễ thương, hài hước, phóng hỉnh, vui nhộn. Chi ly cách biệt, đó là vợ trước đó. Đổi tên thành vợ, đừng hẹn ra duyên. Giới thiệu với cái đầu cái đuôi. Hồi nãy đạo diễn hình là giới thiệu là đây là cơm và phở, xong rồi vô Phượng Lan giới thiệu là ra duyên anh cưới em. Xong rồi ra là Bảo Minh Lâm giới thiệu là một cái vợ khác nữa. Giờ là hôm nay quay tổng cộng 3 vợ. Và xin giới thiệu với anh, đây là tác giả kim đạo diễn Trần kim Khả diễn Như. Viên Trần Khả Như đâu rồi, bỏ rồi. Trần Khả Như nào, Trần Khả Như hoài. Không, sẵn giới thiệu các bạn biết luôn, Trần Chính hay Trần Khả Như cũng là Linh Trung luôn. Dạ. Để các bạn có kêu show hay là các bạn sử dụng tác phẩm mà từ những người yêu cũ, những người yêu cũ tào lao. Có người yêu là Trần Chính đó hả? có cái con mẹ Chính bán cá ngoài chợ Bình Điền á, nhưng mà bây giờ ổng mới lấy chữ Trần ổng đặt vô. Đừng nói lát là người yêu của tao Trần Ngọc Giàu nha. bữa nào anh rủ em đi spa miễn phí được không? Trời ơi tuyệt vời, ở đâu vậy anh? Bữa nào anh sẽ rủ em đi hàng spa. Da mặt anh đẹp quá. Ừ, lúc này đẹp lắm, lúc này da mặt đẹp quá. Lúc này anh làm spa à, hàng gì nhưng mà anh làm công cho người ta. Bữa nào anh rủ em đi nha. Dạ cảm ơn anh Sáu.